Xin chào, mình là Anh Thi. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Mr. Zero. Tìm hiểu về Tristan Đỗ, điệp vụ hai mang của tuyển Việt Nam. Vừa qua, sau trận thua Malaysia, tuyển Thái Lan đã nhận phải nhiều chỉ trích, đặc biệt là từ vị trí hậu vệ cánh phải của Tristan Đỗ. Theo thông tin rò rỉ từ truyền thông Thái Lan, một thành viên trong ban huấn luyện đã tiết lộ rằng huấn luyện viên Nishino sẽ loại Tristan Đỗ ra khỏi đội hình chính. Người thay thế cho hậu vệ có ông nội là người Việt Nam sẽ là Nithibom Selanon. Giới truyền thông xứ Chùa Vàng trước đó đã tỏ ra rất thất vọng với phong độ của Tristan Đỗ trong trận đấu với Malaysia. Vị trí hậu vệ trái của anh liên tục bị khoét sâu và là nguyên nhân dẫn đến bàn thua đầu tiên của tuyển Thái Lan. Cùng Mr. Zero tìm hiểu về cầu thủ có gốc gác Việt Nam này nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại. Mọi người đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Mr. Zero nha. Đỗ Chí Tân, điệp vụ hai mang của tuyển Việt Nam. Sức nóng của trận cầu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan tối ngày 19 tháng 11 đã lan khắp các diễn đàn mạng xã hội thể thao trong cũng như ngoài nước. Bên cạnh việc trao đổi thông tin về những khía cạnh chuyên môn, các cổ động viên Việt Nam cũng rất nhạy bén trong việc tìm ra những yếu tố bên lề mang tính giải trí cao có liên quan tới trận cầu này. Trong đó, hậu vệ tuyển Thái Lan là Tristan Đỗ hay còn gọi là Đỗ Chí Tân là nhân vật được chú ý đặc biệt. Người đang được cổ động viên Việt Nam đặt cho biệt danh vui nhộn, điệp viên xuất sắc hay là điệp vụ hai mang. Nguyên nhân dẫn tới sự cố kể trên là bởi Tristan Đỗ đã thi đấu không tốt trong trận gặp Malaysia tối ngày 14 tháng 11. Hậu vệ sinh năm 1993 đã mắc nhiều sai lầm trong trận thua của đội bóng xứ Chùa Vàng, qua đó tạm nhường ngôi đầu bảng G cho tuyển Việt Nam. Vậy Tristan Đỗ là ai mà lại khiến cư dân mạng náo loạn lên như vậy? Và liệu có đúng với cái mắc điệp viên hai mang của tuyển Việt Nam mà anh chàng bị gán hay không? Hãy cùng Mr. Zero hôm nay đi tìm câu trả lời nhé! Tristan Đỗ sinh năm 1993, tên đầy đủ là Tristan Somchai Đỗ, được đọc lái theo tiếng Việt là Trí Tân Đỗ. Ông bà nội của Tristan Đỗ là người Việt Nam, di cư sang Thái Lan và sinh sống, lập nghiệp từ khi còn rất trẻ. Tại Thái, họ sinh ra bố của Tristan Đỗ, ông đi du học ở Pháp và kết hôn tại đây, rồi chọn Paris là nơi lập nghiệp. Đây cũng chính là nơi mà Tristan Đỗ được sinh ra. Như vậy là trong huyết quản của chàng trai đang đá cho câu lạc bộ True Bangkok United và khoác áo đội tuyển quốc gia Thái Lan là ba dòng máu là Việt Nam, Thái Lan và Pháp. Từ thuở ấu thơ, Tristan Đỗ đã bộc lộ năng khiếu bóng đá. Anh may mắn được đào tạo ở Học viện bóng đá câu lạc bộ Transfer danh tiếng của Pháp. Năm 2011, anh thi đấu chuyên nghiệp cho câu lạc bộ Lorient của Pháp. Sau đó đầu quân cho câu lạc bộ Rayalek Ajaxo. Năm 2014, Tristan Đỗ trở về Thái Lan thi đấu cho Bektero Sasana sau một lời mời. Trước đó thì anh đã từng được câu lạc bộ Shas Espino mượn về chơi trong đội của họ. Mang trong mình ba dòng máu, tuổi trẻ, tài năng, Tristan Đỗ có thể có cơ hội chơi bóng ở Pháp, Việt Nam hoặc là Thái Lan. Tuy nhiên, anh chàng lại lựa chọn đất nước Chùa Vàng nhờ tài thuyết phục của huấn luyện viên Kiatisak. Trưởng thành ở Pháp, bố là người Thái gốc Việt, Tristan Đỗ có thể nói được một số câu tiếng Thái. Tuy nhiên, ngôn ngữ không phải là rào cản quá lớn để anh có thể đi đến giấc mơ cống hiến cho bóng đá. Tháng 9 năm 2015, lần đầu tiên anh được huấn luyện viên Kiatisak gọi lên đội tuyển U23 Thái Lan. Anh chơi rất nổi bật và góp phần vào chiếc huy chương vàng SEA Games của đội bóng xứ Chùa Vàng năm 2015. Đặc biệt, trận thắng 6-0 tại vòng loại trước đó đối với đối thủ Lào không thể không nhắc đến công sức của anh. Tại vòng loại World Cup 2018, anh tham gia nhiều trận đấu rất hay như trận gặp Iraq, trận tiếp Úc tại Bangkok. Tristan Đỗ chính là người giúp Terashin Dangda có bàn thắng sút tung lưới Úc giúp Thái Lan dẫn trước 2-1. Tuy có nguồn gốc Việt Nam, ngoại hình thuần Á Đông, nhưng chưa từng sinh sống ở Việt Nam và gần như không nói được một chút tiếng Việt nào. Nhưng có vẻ cũng vì thế mà duyên nợ với Việt Nam vẫn còn với chàng cầu thủ 26 tuổi này. Anh giành được sự chú ý cực kỳ lớn từ người hâm mộ sao vàng và cũng là gương mặt bị ghét cay ghét đắng bởi trong quá khứ, anh chàng từng có những lời phát ngôn chê thẳng mặt vào đội tuyển Việt Nam. Năm 2015, trong một bài phỏng vấn của truyền hình Thái Lan, hậu vệ này đã thẳng thắn nói: "Tôi từng nhận được lời mời từ Việt Nam để chơi cho đội tuyển quốc gia nước này, nhưng tôi đã từ chối. Đơn giản, Pháp và Thái Lan mới là lựa chọn của tôi." Lời phát biểu đã khiến nhiều cổ động viên Việt Nam không hài lòng. Nhiều người cho rằng anh chàng này chối bỏ quê hương, một phần dòng máu của mình. Nếu không muốn đến Việt Nam, Tristan Đỗ có thể từ chối khéo léo và ngỏ ý tôn trọng hơn. Từ đó đến nay, Tristan Đỗ luôn là một trong những cái tên bị người hâm mộ Việt Nam lấy ra để bàn tán trong mỗi cuộc đối đầu giữa hai đội bóng Việt Nam và Thái Lan. Thậm chí những lời chỉ trích của fan Việt còn khiến cho hậu vệ đội tuyển Thái Lan tỏ vẻ khó chịu ra mặt và phải đăng lời tâm sự dài trên trang Instagram cá nhân. Thật buồn khi phải lắng nghe những lời phỉ báng từ các bạn. Bố tôi chưa bao giờ đặt chân đến Việt Nam trước khi trưởng thành. Tôi không hề chối bỏ quá khứ của gia đình. Bóng đá và Asian Cup được tạo nên để kết nối tất cả mọi người.
thật may là chỉ có một bộ phận nhỏ lan truyền sự tiêu cực, thiếu tôn trọng và nói những điều sai sự thật, Tristan Đỗ chia sẻ. Và ngày 14 tháng 11 vừa qua, Tristan Đỗ lại tiếp tục là một đề tài được bàn tán sôi nổi trên các mạng xã hội. Nhưng khác là giờ không phải là người hâm mộ Việt Nam lên tiếng chỉ trích hậu vệ này, mà những búa rìu lại đến từ chính những cổ động viên Thái Lan, đội bóng mà anh đang cống hiến. Lý do được đưa ra là vì cầu thủ 26 tuổi này vừa có màn thể hiện có thể coi là thảm họa ở trận gặp đội tuyển Malaysia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Anh chính là người đã mắc lỗi trong cả hai bàn thua của đội tuyển Thái Lan, dẫn đến việc Voi Chiến bị ngược dòng đầy cay đắng. Theo đó, thì Voi Chiến với vị thế của đội dẫn đầu bảng G bước vào cuộc đối đầu trên sân khách bằng sự tự tin cao độ. Chanathip Songkrasin có màn mở tỷ số ngay từ phút thứ 6, hứa hẹn một trận đấu dễ dàng cho tuyển Thái Lan bởi Malaysia trước đó vừa để thua Việt Nam và UAE. Tuy nhiên, chỉ cần một tình huống, Tristan Đỗ bị Safari Rashid đẩy tốc độ qua mặt ở phút thứ 10 là đủ để Malaysia biết rằng cánh còn lại mới là tử huyệt của Voi Chiến. Sự càn lướt của Larry Corbinon và tốc độ của Safari khiến cánh phải tuyển Thái Lan chảo đảo. Và điều gì đến cũng phải đến. Tristan Đỗ mắc lỗi vị trí cơ bản, tạo điều kiện cho tiền vệ Malaysia xâm nhập ở vùng cấm ở thế chống chảy trước khi truyền ngang cho Redengan đệm bóng quân bình tỷ số là 1-1. Và ở bàn thua thứ hai sẽ là quá bất công nếu đổ mọi tội lỗi lên đầu Tristan Đỗ. Song nếu cầu thủ này hiểu ý các đồng đội, Thái Lan có thể đã bẫy Việt vị Sumaret thành công. Sau trận đấu thì Tristan Đỗ nhận một cơn mưa chỉ trích từ người hâm mộ. Thậm chí có người còn cho rằng anh chàng nên nhanh chóng cuốn gói khỏi đội tuyển Thái Lan nếu muốn tốt cho đội bóng. Anh ta từng ngạo mạn tuyên bố không thèm đá cho đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng qua những gì đã thể hiện, được dự bị cho đội tuyển của họ còn chưa được, chưa nói gì đến đá chính. Tôi nghĩ rằng anh ta nên rời khỏi đội tuyển Thái Lan nếu muốn tốt cho đồng đội. Một cổ động viên Thái Lan bình luận trên diễn đàn Fantip. Duyên nợ với Việt Nam lại một lần nữa đến với anh khi huấn luyện viên Akira Nishino quyết định gạch tên Tristan Đỗ ra khỏi danh sách đội hình 11 cầu thủ chính thức ở trận gặp Việt Nam tối ngày 19 tháng 11. Hậu vệ khoác áo Bangkok United không có tên trong đội hình xuất phát, thay thế anh là Naburadin Wehratondom. Nhưng dù có thay đổi thế nào thì vẫn không thể cứu vãn được thứ tự của tuyển Thái Lan trên bảng xếp hạng của vòng loại World Cup 2022 bởi bằng trận hòa tối ngày 19 tháng 11, Việt Nam vẫn giữ được ngôi đầu bảng. Riêng Thái Lan lại tụt xuống thứ 3 sau Malaysia. Thực tế thì việc gán mác điệp viên cho Tristan Đỗ cũng chỉ là biệt danh bùi nhộn từ người hâm mộ Việt Nam thôi. Cũng là hơi oan nếu đổ lỗi hoàn toàn cho anh bởi kết quả của trận đấu tối ngày 19 tháng 11 cũng phần nào trả lời được dấu chấm hỏi đầu bài. Xin nhắc lại một chút trận Thái Lan gặp Malaysia hôm ngày 14 tháng 11. Tristan Đỗ có một ngày thi đấu tệ hại bởi anh mới bình phục chấn thương gặp phải khi chơi cho Bangkok United cách đây không lâu. Ở đợt tập trung đối đầu tuyển UAE vào tháng trước thì hậu vệ sinh năm 1993 cũng vắng mặt bởi lý do này. Thêm vào đó là tấm thẻ vàng ở cuộc đối đầu với Indonesia hồi tháng 10 cũng góp phần khiến Tristan Đỗ không thể thi đấu máu lửa như thường thấy. Quan trọng hơn, không thể đòi hỏi Tristan Đỗ hòa nhập và chơi tốt ở hàng phòng ngự cơ quá nhiều xáo trộn của huấn luyện viên Nishino. Tóm lại, trận thua cay đắng trước Malaysia của Thái Lan được hội tụ bởi 3 yếu tố là toan tính, chủ quan và sự sa sút phong độ của thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino. Bị tụt xuống vị trí sâu bảng G và dĩ nhiên, cơ hội đi tiếp vòng loại thứ 3 khu vực châu Á của Thái Lan đang bị co hẹp hơn bao giờ hết là kết cục với trận hòa 0-0 trước tuyển Việt Nam ngày 19 tháng 11 trên sân Mỹ Đình. Nói đến đây, tôi lại bật cười trước lời nhận định của Tristan Đỗ năm 2015. Anh cho rằng Việt Nam sẽ không bao giờ đạt đến đẳng cấp của bóng đá Thái Lan. Có vẻ đây là quả báo cho những người từng xúc phạm gốc gác của mình chăng? Bởi đường dài mới biết ngựa hay, 30 chưa phải là Tết, phim hay phải chờ đoàn kết nha Voi Chiến. Thôi không cà khịa nữa, chúng ta cùng dành những lời chúc mừng cho đội tuyển Việt Nam vì vẫn giữ được vị trí đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 thôi nào. Các bạn thấy video này thú vị thì hãy để lại cho Mr. Jero một like nhé. Cũng đừng quên nhấn share, subscribe và bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất từ kênh của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại!